Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong đam mê của chúng ta. Qua thời gian qua, mình đã làm nhiều chương trình về đông y, nhưng còn một số bộ môn khác cũng hơi đặc biệt mà mình chưa có dịp đề cập đến trong chương trình này. Mình xin hỏi ý kiến của các bạn, nếu các bạn đồng ý thì hãy cho ý kiến mình là mình muốn làm thêm mấy chương trình khác. Thứ nhất là về chương trình ôn bệnh điều biện của lương y Ngô Cúc Thông, chuyên về bệnh dịch thời xưa cũng giống như là bệnh dịch đại nạn của thế giới vừa hứng chịu vừa qua mà mình không có biết một cái gì về thông tin về nó. Mình hứng chịu rồi mình mới lần hồi gỡ ra tới giờ này. Cái thứ nhì nữa là một chuyên khoa lớn bên đông y, nhưng mà nó thuộc về tính cách là bí truyền, là trật đã có khoa, mình có tài liệu. Mình cũng xin sẽ cống hiến cùng các bạn một số bộ môn vậy. Các bạn có đồng ý thì cho ý kiến bình luận về để mình làm thêm nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Cũng chân thành cảm ơn các bạn là số liệu về đăng ký của mình cũng gần được chạm mốc, gần được 200 rồi. Cũng chân thành các bạn cảm ơn các bạn đã đóng góp nhiều cho mình về số lượt người đăng ký, số lượt khách, số lượt xem. Cái gì thời gian gần đây nó cũng tăng nhanh để dần dần cập bến, để cán mốc trên YouTube. Cảm ơn các bạn nhiều nhé.